Vâng, xin chào các anh chị. Hôm nay bên em lại về một chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu Hàn Quốc, bản full, hai cầu cửa nóc, xe biển Gia Lai, chính chủ xe đây, khách vô đổi xe bên em. Góc ngày xưa khách mua bên em và đổi bên em luôn. Xe thì rất là đẹp, nói chung là còn đẹp tương đối so với cùng đời thì, và chất lượng này thì tương đối, giá thì rất là hợp lý. Xe đây là Tucson 2010 nhập Hàn Quốc, 2 chấm bản đủ, cửa nóc full toàn cảnh, hai một cửa sổ trời, một panorama. Xe đây là máy 2 chấm chạy rất là lợi xăng, ngồi rất là ngon. Ghế trình điện hai cầu đây, nhấn nút cầu đây, hộp số là bán tự động 6 cấp, vừa tự động vừa bán tự động. Bên đây 12456, ở cái đây là trừ 654321. Điều hòa thông minh, điều hòa thông minh, để em nổ máy cho anh chị xem. Xe là chìa khóa thông minh luôn. Đó, xe chạy 91.000 cây, xe đã vô màn hình trang thiết bị gương chống chói, màn hình của hãng luôn. Xe này thì giá cũng rất là phù hợp, bên em đang chào bán xe này là 445 triệu. Đó, xe rất là đẹp, trong tầm tiền thì với tầm 400 mấy thì đây là một lựa chọn hoàn hảo. Mẫu mã đẹp, xe nhập Hyundai nữa, chất lượng thì Hyundai thì anh chị biết rồi, rất là bền, lời xăng cái này xăng gắn luôn. Đó, khoang sau rất là rộng rãi, đi xe thì bỏ hành lý ở sau rất là ok. Xe chủ xe cũng đã gắn lipo đầy đủ hết rồi. Đó, nội thất cửa nẻo rồi còn rất là đẹp. Đời tuy nó cũng hơi sâu nhưng mà chất lượng có. Xe bên đây thì em bán tiền mặt nha, 2010 không vay được ngân hàng thì bán tiền mặt thôi. Anh chị em nào mà có